tích vị thuốc đông y Sử Quân Tử trị bệnh run sán. Đi dọc trên những con phố, ngõ nhỏ, không quá ngạc nhiên khi bắt gặp một loại cây mọc leo thành sàn, hoa nở từng chùm màu trắng, rồi chuyển sang đỏ và hồng rất đẹp, được trồng tại các khu vườn Việt. Loài hoa ấy không chỉ làm đẹp cho đời, mà còn là vị thuốc đông y rất hữu hiệu trong việc điều trị bệnh run sán, mang tên Sử Quân Tử. Tương truyền thời Tam Quốc, con trai của Lưu Bị là Lưu Thiện bị mắc một loại bệnh kỳ lạ. Cơ thể có những biểu hiện như da xanh, tay chân gầy yếu, bụng phình to như cái trống, khi gõ kêu bang bang và thường hay quấy khóc, chỉ dùng đất màu vàng và gạo chưa nấu để ăn. Theo nguyên văn Nhật Lệ Phong Hòa, vào một ngày đẹp trời gió lặng, Lưu Thiện đến trường để chơi. Lưu Bị đã cử hai binh sĩ đưa Lưu Thiện đến xem một vở kịch ở gần đó. Khi trở về nhà thì trời đã tối. Lưu Thiện bỗng nhiên bị tiêu chảy và nôn mửa, hai tay ủ ấp bụng một cách đau đớn. Hai quân sĩ trông thấy Lưu Thiện tương tự thì ám ảnh quỳ xuống, không dám đứng lên. Lưu Bị hấp tấp hỏi xem Lưu Thiện mới ăn gì không. Một trong hai người lính cúi đầu khiếp sợ nhắc đến tiểu công tử nhìn thấy một loại quả dại và khóc đòi hái để ăn. Lưu Bị nghe thấy đoán rằng Lưu Thiện đã bị ngộ độc khi ăn mẫu quả dại ấy, bèn bảo hai quân sĩ đi gọi thầy lang đến để chữa bệnh cho Lưu Thiện. Trong thời gian hai quân sĩ đi gọi thầy lang, Lưu Thiện đã đại tiện ra rất nhiều run, sau đó thì cậu không còn kêu khóc nữa. Lưu Thiện cũng cảm giác thấy đói, bèn uống một bát cháo, rồi lại đi ngoài ra một ít run nữa. Khi thầy lang đến thì Lưu Thiện đã đi ngủ rồi. Về sau bụng của Lưu Thiện mềm dần, cũng không còn muốn ăn hoàng thổ, sinh mễ gì nữa. Lưu Bị thấy cơ thể con trai mình dần tốt lên, ông rất vui mừng. Ông nghĩ chính loại quả dại đó đã chữa được chứng bệnh bất thường của con mình. Ông ra lệnh cho hai binh sĩ nọ cùng hàng chục người khác đi để thu loại quả dại ấy. Sau đó lấy được quả về, làm cho khô rồi nghiền thành bột, điều trị cho những trường hợp bị bệnh tương tự như Lưu Thiện ở trong vùng. Nhờ sử dụng loại thuốc này mà phần đông người đã khỏi bệnh, do đó người dân trong vùng đã mang toàn bộ lợn, cừu đến cảm ơn Lưu Bị và quân đội của ông. Lưu Bị khi này cầm quả lên hỏi mọi người rằng có biết quả này tên gì không, nhưng mọi người đều lắc đầu. Bỗng trong đám đông có một người đề cập thật lớn: "Chúng tôi không biết tên của mẫu quả này, nhưng con trai ông Lưu Sứ Quân đã ăn nó đầu tiên, nên có thể gọi quả này là Sử Quân Tử." Mọi người nghe vậy đều vỗ tay đồng ý. Từ đó loại quả này có tên là Sử Quân Tử. Ngày nay Sử Quân Tử thường được dùng để chữa bệnh run sán, nhất là run đũa. Sử Quân Tử đem sao vàng uống liên tục trong vòng 3 ngày với số lượng hạt tùy thuộc vào độ tuổi, người sử dụng sẽ thấy hiệu quả ngay. Theo đông y, Sử Quân Tử có tinh ấm, vị ngọt, kinh quy vào tỷ vị, tác dụng trừ thấp nhiệt, tiêu thực, kiện tỷ vị, sát trùng và tiêu tích. Hiệu quả trong điều trị đau bụng, ăn không tiêu, nhiễm run sán, tiêu chảy, ngứa do các bệnh về da. Đối với bệnh nhiễm run sán, run đũa, run kim, sử dụng Sử Quân Tử sao vàng ngày một lần, không quá 20 hạt. Trong đó liều dùng thông thường cho người lớn là từ 10 đến 20 hạt trên lần, trẻ nhỏ là 1 hạt trên lần, uống trong 3 ngày. Ngoài cách uống này, Sử Quân Tử còn có thể sử dụng kết hợp với các vị thuốc khác nhau: 2g Sử Quân Tử, 12g chỉ xác, 12g binh lang, 8g mộc hương, 4g ô mai hoặc 120g Sử Quân Tử, 160g hạt cau già, 80 hạt mộc hương, 100g hạt bìm bìm, làm thành viên hoàn. Trong đó người lớn dùng 2g trên ngày, trẻ từ 8 đến 16 tuổi dùng 6-8g, trẻ em từ 3-6 tuổi dùng 3-4g. Hy vọng với những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm nhiều kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của mình. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Nếu bạn đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và học tập về y học cổ truyền, hãy nộp hồ sơ về trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Tại đây, trường sẽ liên tục tuyển sinh lớp y sĩ y học cổ truyền tại địa chỉ 215 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn tuyển sinh 096 881 6981.
Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ video ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!